Chủ quan đúng không? Chứ không sợ. Đúng không? Chủ quan nó không sợ. Chứ sai gì cũng thi. Quan trọng là thi rớt hay thi đậu thôi. Đúng rồi. nói chuyện về giống mà. Về giống. Vậy học kỳ vừa rồi là được học sinh gì? Chưa có. Mai từ từ mới có điểm thôi, chưa có điểm. Dạ. Vậy chứ năm ngoái con được học sinh gì? Năm học sinh giỏi hết. Học sinh giỏi luôn á hả? Dạ. Vậy được rồi. Mà lớp con có mấy bạn học sinh giỏi? À, năm lớp 9 thì nhiều, lớp 10 thì chưa biết. Chính là một lớp mấy bạn? Lớp 45. Mà được mấy bạn xin giỏi? Như hơn nửa lớp. Con trong số đó? Dạ. Có bạn nào ở lại lớp không? Dạ không, lớp con ở lại hết. Đi từ đó qua đây hết bao nhiêu phút hả? Chừng nửa tiếng, 25 phút nửa tiếng. 25 phút nửa tiếng luôn? Dạ. Đi có nghỉ à? Đến coi bây giờ mấy giờ rồi. Nãy giờ là làm được bao nhiêu lâu rồi? Không nghỉ. Nãy giờ mới được có 10 phút mà. 10 phút có nghĩa vậy, có nghĩa là đi từ lúc 2 giờ rưỡi, 2 giờ 45. Đến 20 phút á. Con đi nhanh mà. Xe 50 mà đi nhanh. Con dốc tại 40 không. Này được mấy ký rồi là... Nặng lắm. Ừ. Gần 90 ký. 90 ký. Gần đây. Gần 90 ký. 85 mà. Rồi cách cao mét nhiêu? Sorry xin lỗi. 75. 75. Ê mà. Hơi dư cân. Đau quá ha. Xong rồi còn còn một cục nữa thôi sao? À, kéo lên, kéo hết, chứ để cái mặt cho trà. Đi kia nó nhiều lắm, đâu? Để mặt này lên cấp 3 giá nó chê. Này nhìn tướng tá đẹp trai, có cái bị mặt mụn quá là không được. Mặt phải lăng láng tí không?
đẹp đẽ quá. Hai anh em cái mụn giống nhau y chang. Ôi vậy khóa tay nó hiện nó nhỏ con 2 tuổi hả? Dạ đúng rồi. Vậy nó mới học lớp 8 hả? Dạ đúng rồi. Úi giời ơi. Nói con ai cao hơn? Con cao hơn. Con cao hơn thì chắc chắn rồi. Nó có tập thể dục đâu, người tập tụi chết rồi. Con có tập không? Dạ có. Trời ơi, sao dở quá vậy? Có không hiểu sao tự nhiên mụn nó cứ mọc trong cái phần đó đó đó. Này con sử dụng vừa gọi là loại gì? Head and Shoulder. Rồi mấy ngày mình gọi đầu lần? Con ngày nào cái loại gọi ngày gọi hai lần. Tại do đau quá. Và nó cũng bị, không bị ít thì cũng bị nhiều, bị mụn một hay mụn gì khó chịu. Ừ, khó chịu là nó cứ ngứa ngứa cái đầu. Nó ngứa cái mé đó thôi chứ cái đúng đầu rồi. Ở trên đầu làm gì có cái mụn. Đúng rồi, nó ngứa cái chỗ đó. Mẹ đi làm rồi hả? Mẹ không, mẹ ở nhà. Mẹ có đi làm không? Giờ nay thứ bảy mẹ không đi làm. Ừ. Rồi rồi rồi. Thả lỏng đi. Ôi à. Cái đó từ từ. Ừ. Rồi, đây.